bạn trở lại với channel của mình. Đứng cạnh mình đây là For Everest phiên bản Tre, sản xuất 2019, màu trắng ngọc trai. Xe này hiện tại đang có mức giá niêm yết là 1 tỷ 112 triệu, chưa bao trừ khuyến mại, đã bao gồm VAT, tuy nhiên thì chưa bao gồm chi phí đăng ký, đăng kiểm. Sơ qua nhanh về trước For Everest Tre này thì bạn có thể nhìn thấy ngoại thất thì giống đến 90% so với phiên bản Vita như xúc động 1 cầu hay 2 cầu. Đều có lưới tản nhiệt bằng mặt chrome, thanh 3 thanh ngang to bản như này. Hệ thống ở dưới này cản trắng 3 dốc thì trên phiên bản Tre này cũng giống như Vita như 1 cầu, là sẽ không có cản biển cảnh báo bằng radar phía trước. Đây là lắp biển hoàn toàn thoải mái, không phải cần thiết quá chú trọng. Lưới tản nhiệt này thì là phiên bản mới trên 2019, nó khác khá là nhiều so với phiên đời trước từ 2018 đổ lại. Về phần đèn xe, phiên bản Tre này thì đèn vẫn là đèn halogen projector, giải đèn led ban ngày vẫn được trang bị, nó không giống như ở trên Ford Everest Ambient là bản chrome trang trí đâu. Phiên bản Tre này thì nhìn nhanh qua thì về phần thân xe có thể thấy tay nắm cửa ở đây sẽ là không còn là tay mạ chrome nữa, sẽ là tay sơn theo màu sơn xe. Đèn xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu. Mang cá thì tất nhiên rồi, phiên bản động cơ single turbo 180 mã thì sẽ ghi tên phiên bản xe Everest hoặc Ranger. Lốp ở đây thì vẫn cùng kích thước lốp với 5 phiên bản Vita New, tuy nhiên la răng ở đây không còn là la răng 20 nữa mà la răng 18 inch. Tuy nhiên vẫn rất đẹp, vẫn rất thể thao, vẫn khá là giống cách điệu một chút so với form trước 2016. Về đuôi xe thì Everest Tre vẫn có đá cốp dạng tay, vẫn được trang bị cốp điện. Tuy nhiên thì khác với Vita New một chút là Everest Tre thì lại không có nút bấm hàng ghế thứ ba. Thứ ba thì dập hoàn toàn sẽ là cơ, nó lên hạ xuống là dập cơ. Vẫn có cổng sạc 12V. Bộ kích hay lốp dự phòng thì vẫn được trang bị giống như các phiên bản tiêu chuẩn của Everest, chỉ duy nhất là không có gập ghế điện thôi. Ở trên này vẫn có gập điện này, nhớ vị trí mở này. Với khách hàng cần ví dụ như là bạn muốn để ở đây cao như này và bạn giữ giúp mình khoảng 10 đến 15 giây thì có tiếng tít nhỏ, đã lưu vị trí mở cốp như này. Trên Everest Tre thì vẫn được trang bị camera lùi đây, rất là thông minh với 3 chế độ camera điều chỉnh được góc tiến lùi. Ok, về phần nội thất ở trên xe For Everest Tre thì có thể nói là so với Vita như thì đây là cái dễ tận giá nhất thì For Everest Tre trang bị nội thất phải nói là khá là thô. Ở trên Everest Tita New thì gần như là mọi nội thất ở trong xe sẽ là màu đen. Ở đây cũng vậy, quý vị các bạn thấy nhựa mạ giả chrome, đây thì vẫn là chrome thôi. Chỉnh đèn cũng giống như phiên bản Tita New. Duy nhất có thể nói là khác là cái phần thiết kế như này, cốp mạ như này, sẽ không có chữ Everest quen thuộc. Everest thiết kế tinh xảo ở đây, mặt ở đây là nhựa không được đẹp cho vẫn đủ để quý khách hàng sử dụng, nhưng 50 triệu so với Tita New thì cũng nên cân nhắc. Ngay cả trên vô lăng đây có thể thấy vẫn có cruise control, vẫn có đàm thoại dạng tay, nhưng thiết kế vô lăng cũng đã khác. Cần số hay động cơ ở trên này vẫn là hộp số 10 cấp, động cơ single turbo 180 mã lực. Trên xe Ford Everest Tre thì quý khách hàng như ở đây, hàng ghế lái của mình sẽ vẫn là ghế điều chỉnh điện,
cái lái của quý khách hàng nhé. Trên xe vẫn được trang bị hệ thống chống ồn chủ động. Mọi phiên bản của Everest đều được 5 phiên bản đều được trang bị hệ thống chống ồn chủ động thông minh. Thêm nữa về động cơ, ở trên mình phải hàng cái thứ hai. Ok, trong video này mình cũng xin giới thiệu nhanh cách bước lên hàng ghế thứ ba. Cách bước lên hàng ghế thứ ba như nào cho nhanh để hiệu quả nhất thì mình đẩy hàng ghế thứ hai này. Sau khi bạn gập này, ghế thứ hai tự vượt lên. Thao tác khá là đơn giản, thì quý khách hàng đã được thiết kế tận nắm ở đây. Mình bước vào xe đơn giản thôi. Everest Trend này thì hàng ghế thứ 3 ngồi 1m8. Khá là thoải mái thôi, nhưng mà 1m8 ngồi thì hơi kích chân. Ok, về phần khoang động cơ ở trên Ford Everest vẫn thấy vẫn là thanh đỡ thủy lực, hệ thống tạo nhiệt và chống ồn ở trên nắp như này, động cơ single turbo 10 cấp được gọi là vác từ Ford Ranger F150, một xe huyền thoại của Ford bán rất chạy ở thị trường Mỹ. Tiêu thụ nhiên liệu ở trên Ford Everest Trend cũng rất là ấn tượng. Mức tiêu thụ trung bình sẽ rơi vào khoảng từ 7 đến 8 lít cho đường trường, 8 lít rưỡi đường kết hợp, và đường trong phố thì nếu như ở Hà Nội thì chắc chắn rồi, không thể dưới 10 lít nữa. Xe này thì đã được trang bị, quý khách hàng đến với Hà Nội Ford và liên hệ trực tiếp với mình thì thông thường những chiếc xe này đã được trang bị tặng kèm theo như là dàn kính Fujimax của Nhật, loại tiêu chuẩn rất là chất lượng trong hãng. Bên cạnh đó là cả sàn da. Khâu chảy sàn da như này. Mình xin nói qua một chút thì khâu chảy sàn da nó sẽ khác với cái thảm để chân của các quý vị các bạn. Đây, ở đây nhìn rõ hơn. Thông thường thì mặt nguyên bản của chiếc xe sẽ là ghế nỉ. Khi quý khách hàng liên hệ và đặt mua tại Hà Nội Ford thì những khuyến mại đi kèm như là phim hay chảy sàn như này đều là hàng chất lượng và giá trị rất là tốt, được bảo hành trực trong hãng. Nếu quý khách hàng có nhu cầu liên hệ lái thử hoặc là tìm hiểu về giá xe, có khúc mắc cần tư vấn so sánh các phần khác thì cứ liên hệ hotline để đi xem và phần mô tả. Nếu quý khách hàng cảm thấy thích và ủng hộ kênh phát triển thì vui lòng để cho mình một subscribe và một like. Cảm ơn.